Rồi, nay chúng ta sẽ sang học một phần nữa, đó là học về cách tổ chức cái thư viện, tự tạo thư viện ra cho mình. Thì theo các bạn thư viện là cái gì? Thư viện là cái gì? Hiểu như nào nói vậy? Sai thôi. Chỗ để chứa cái gì? Sách. Sách, gì nữa? Đúng rồi, chính xác đấy. Chỗ để lưu trữ kiến thức này, chỗ để chứa sách này, đúng không? Với lập trình của chúng ta, cái mà nó gọi là thư viện ấy, thường thường mỗi thư viện sẽ chứa ở trong một file duy nhất thôi. Trong cái thư viện đấy, chúng ta có thể là tổ chức các cái thuộc tính, các cái hàm có sẵn, dựng sẵn cho chúng ta, để bất cứ khi nào chúng ta cần dùng những cái đấy, chúng ta chỉ cần import cái thư viện vào và sử dụng những cái hàm đấy là xong. Gom hết tất cả một chỗ, muốn dùng cái gì thì dùng, được chưa? Đấy là cái khái niệm về thư viện. Thì chúng ta sẽ có một trang là index.html, trong này code HTML ra, xếp xuống. Tí nữa mỗi thằng mà 20 cái nhé, đi muộn 20 phút không quan tâm. Xe thì phải từ sau phải đi sớm lên. Thằng Dương ghi tên 3 thằng vào nha, tí nữa bắt chống đẩy. Thế tôi đã hạn chế lắm rồi đấy. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ chúng ta có một cái script. Thường thường sau này khi các bạn làm việc ấy, JS nó sẽ viết tách ra thành file, chứ không viết inline nữa đâu. Script src bằng cái đường dẫn đến new file, đây là lib.js ở đây. Chúng ta sẽ có là src dẫn đến lib này là như nào? Dương. Từ cái file index.html dẫn đến cái file lib.js này thì viết như nào? Ờ chưa ạ? Public lib.js. Được chưa? Xong. Được chưa? Xong chưa? Tiếp tục. Ở trong lib.js này tôi ví dụ, bây giờ tôi ví dụ cho các bạn nha, tôi tự tạo ra một cái biến và bằng name, bằng một cái đoạn text. Ví dụ như này. Tôi tạo thêm một cái hàm function log name. Ở trong này tôi document chấm write là cái name. Được chưa? Sau đây chưa? Nếu chúng ta viết như này ở trong cái hàm index này, chúng ta được phép dùng cái hàm test không? Hàm log name được phép dùng như này không? Được. Được đúng không? Chạy thử nhá.
phải đúng không? Nên là chúng ta được phép dùng cái hàm lockname này ở trong cái file HTML, bởi vì cái hàm đấy đã được định nghĩa ở trong cái hàm lib rồi, và chúng ta import cái hàm lib đấy ở trong này, xong chưa? Được phép dùng rồi. Thế nếu mà tiếp tục tôi làm này nữa sao? Nữa nhỉ? Có chạy được không? Vì sao không? Vì sao lại không chạy được? À, giờ chạy không? Gọi cái hàm này có chạy không? Nó chạy cái gì? Hả? Chạy cái chữ tên của tôi. Test cái nhé. Nó là cái hàm trên hay hàm dưới? Hàm dưới đúng không? Đúng nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi nhấc cái này tôi đặt xuống dưới thì sao? Nhấc cái này đặt xuống dưới thì sao? Ra gì? Ra tên đúng không? Đúng như nhỉ? Vậy ý nghĩa của nó là như nào? Thằng nào viết sau thằng đấy đã áp dụng à? Sau này hàm lại kỳ dị vậy. Chúng ta có hẳn một khái niệm riêng, tên riêng về cái việc này. Bạn để ý nhé, cái hàm sau này bạn thấy là tên hàm giống hệt đúng không? Tên hàm giống hệt, nó chỉ khác một cái là cái nội dung phía trong nó khác thôi, đúng không? Thì cái việc này chúng ta gọi là override, viết đè lên, ghi đè lên hàm, đúng không? Thế cho nên là khi mà chúng ta cái nghĩa ở trên đấy, chúng ta gọi là định nghĩa hàm, định nghĩa ra cái hàm tên là lockname. Ở dưới chúng ta định nghĩa lại cái hàm tên là lockname đấy, đúng chưa nhỉ? Thì nó sẽ áp dụng cái phía sau rồi nó ghi đè lên rồi. Thì cái khái niệm này gọi là override, sau này các bạn sẽ được học rất là nhiều, sẽ làm được với nó rất là nhiều. Đúng chưa? Override. Thế nếu mà bây giờ trong ở JavaScript mà chấp nhận cái việc là override cái hàm như này. Thế nếu bây giờ tôi muốn, nhớ nhá, tôi muốn dùng cả hai hàm này sao? Có được không? Có được không? Dùng như nào? Chia kiểu gì? Đổi tên à? Cứ nói đi. Chia thành hai mục, giống như hai file. Hai file. Hai file. Nếu tôi thử như này nhá, quan chưa cần phải làm phần này. Nếu tôi thử như này, new file đây là main.js này. Tôi nhấc một cái vứt sang, rồi vứt cái này sang. Xong ở trong này tôi import ngay vào đúng không? Này đúng không? Giờ nó chạy thằng nào? Thằng dưới là thằng nào? Thằng nào ở đây là thằng dưới? Thằng main là thằng dưới, đúng không? Vậy thì chạy ra được, đúng không? Nó vẫn ra cái thằng mà định nghĩa sau. Thế ví dụ như tôi muốn ở đây tôi ghi là lock name của thằng dưới, nhưng mà sau này duplicate lên tôi muốn là lock name của thằng trên sao? Có làm được không? Làm được. Tôi làm cho các bạn coi nhé. Ở lib này, ở lib này, nhìn này, tôi tạo ra một cái biến. Đây là var lib, đúng không? Valid bằng cái này biết là cái gì không?
Mày biết là cái gì không? JSON object, JavaScript object. Được chưa? Chưa biết à? Ok, để giảm lại một tí nữa nhá. Đây lib này. Ok, tôi sẽ giảng lại về cái phần object một chút. Object là một kiểu dữ liệu cuối cùng của JavaScript mà chúng ta chưa được học hay sao ấy. Đúng không? Object thì nó đơn giản là một cái đối tượng thực thể mà chúng ta muốn mô tả nó bằng code. Ví dụ như tôi có thể mô tả lại được cái bàn. Có thể mô tả được bạn tên là gì nhỉ? Tôi có thể mô tả được thằng Thành nhỉ? Bằng cách nào? Tôi đơn giản là va thằng Thành, đơn giản nó là một cái biến thôi đúng không? Thành bằng một đối tượng. Như này là quy định là một đối tượng này. Được chưa? Thế bây giờ trong đối tượng nó có những cái gì? Chúng ta nhớ tôi một câu này. Biến đưa vào đối tượng thành thuộc tính. Hàm đưa vào đối tượng thành hành động. Được chưa? Biến tương đương với thuộc tính. Hàm tương đương với hành động. Ví dụ, có thể chúng ta chỉ có thể mô tả thành này bằng cách là nói về thuộc tính của thành. Ví dụ tên thành là thuộc tính đúng không? Tuổi 50 chẳng hạn. Đúng nhá. Giới tính nữ. Đấy là thuộc tính. Địa chỉ sản xuất quê ở đâu nhỉ? Hà Nam. Được chưa? Đấy là thuộc tính, những cái thuộc tính của nó. Xong chưa? Mai nó đem đi nó đổi tên ở trong giấy khai sinh, nó đổi thành là thành, từ thành chuyển thành x. Thì tên nó, giá trị cái thuộc tính tên của nó trở thành là x. Đấy là xong về mô tả về thuộc tính. Tiếp theo mô tả về hành động. Thành sẽ có những hành động là ăn, ngủ, đi vệ sinh, đúng không? Chạy, nhảy, nói. Đấy là những cái hành động. Thì chúng ta phải mô tả lại nó. Ví dụ như đây là tôi mô tả lại thành là một đối tượng. Thì đối tượng của chúng ta chỉ đơn giản như thế này thôi. Được chưa nhỉ? Cảm giống hoặc nhọn. Sau đó chúng ta khai báo là thuộc tính. Thuộc tính ví dụ như name là đây tôi viết là thành. Đây là thuộc tính, đây là giá trị của thuộc tính. Tiếp theo tuổi age bằng 25. Gì nữa? Hometown là quê quán là ở Hà Nam. Đúng chưa? Sau đó gì? Những hành động, ví dụ như ăn. Ví dụ tôi sẽ có thằng Thành này sẽ có cân nặng. Weight bằng đây là đang bằng 50 cân. Ăn là một hành động đúng không? Ăn là một hành động đúng không? Vậy thì 2 chấm function. Được chưa? Mỗi khi thằng Thành này ăn thì nó sẽ được this chấm weight cộng bằng 1 cân. Đây là console log. Ăn xong rồi. Ví dụ như này, ăn xong phải ọ ra cái là xong rồi. Thì ra bây giờ chúng ta tiến hành này. Console.log là cái thằng Thành. Đúng chưa? Giờ chúng ta xem nó có những cái gì nhá. Nó là cái gì? Object, đối tượng đúng không? Bung ra. Thằng này có tuổi 25, quê quán Hà Nam, tên là Thành, cân nặng 50. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta muốn lấy ra chỉ một giá trị của nó, ví dụ lấy ra tuổi của nó thôi. Chúng ta sẽ có là biến là gì? Thành.age 25. Nếu muốn lấy ra tên của nó, Thành.name. Gán lại tên cho nó là Thành.name bằng tên đầy đủ là gì? Phan Nguyễn Thành à? Không quan tâm. Xong chưa? Bây giờ chúng ta lấy ra. Đổi tên chưa? Xong chưa? Bây giờ cho nó ăn nhá. Các bạn để ý này, cân nặng của nó đang bằng 50 cân này. Bây giờ tôi cho nó ăn này. Thành.ăn. Hàm à? Hàm thì phải có gì? Đóng vào ngoặc tròn. Enter xuống. Ăn xong rồi. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta lấy ra thành chấm weight nhập 51 cân.
xong chưa? Cho ăn cái nữa nhá. Ăn này. Cho lại chấm quên này, 52 này. Đúng nhá. Đây là đối tượng. Đối tượng sẽ chỉ xoay quanh hai thứ, thứ nhất là thuộc tính, thứ hai là hành động. Xong chưa? Có đúng là biến đưa vào trong hàm, đưa vào trong object trở thành thuộc tính. Hàm đưa vào trong đối tượng trở thành hành động. Mà hành động chúng ta để ý, hành động nãy giờ nó làm cái việc gì? Ăn nó chỉ là một trong những hành động thôi. Tôi đang muốn nói những cái thứ chung của hành động. Chúng ta để ý này, hành động. Hành động thì làm sao các bạn nhìn ở đây này? Nó ảnh hưởng đến giá trị của thuộc tính của chính nó. Đúng không? Mỗi một hành động xảy ra nó sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính, đến giá trị của một thuộc tính của nó. Xong chưa? Và nó có thể làm những cái hành động khác như console log hiển thị ra ngoài. Còn cái từ this này các bạn sẽ hơi khó hiểu đúng không? Không biết cái this là cái gì đúng không? This tiếng Anh gì sang tiếng Việt là gì? Đây. Đây hoặc là cái này. Đúng nhá? Thì với cái đối tượng ấy, mà hành động của đối tượng thì cái đối tượng nào xảy ra cái hành động. Ví dụ như tôi có thể viết thằng bạn ngồi dưới tên là gì? Hả? Huy. Huy. Tôi có thể tạo ra một cái đối tượng tên là Huy nữa, chẳng sao cả. Đúng không? Thậm chí nó giống hệt thằng Thành này luôn, khác mỗi tên thôi. Nhưng mà khi mà tôi gọi là Thành hay Huy chấm ăn thì các bạn sẽ để ý là chỉ có thằng Thành thực hiện hành động thì thằng Thành đang cân. Chứ không thể nào xảy ra cái chuyện là thằng Thành ăn thằng Huy béo được. Đúng không? Mớm với nhau à? Đúng chưa? Thì cái this này nó chính là cái đối tượng xảy ra hành động. Đúng chưa? Nó là đối tượng xảy ra hành động. Chúng ta dùng từ this. Đúng chưa? Ví dụ nhá, tôi tạo thêm một cái biến nữa. Để đây thằng Huy. Huy. Tên đầy đủ là gì Huy? Đoàn Văn Huy. Đúng chưa? Tuổi 50. Quê ở Cà Mau. Rồi, cân nặng 20 cân. Thằng này cũng ăn. Được chưa? Tôi lốc ra thằng Thành, tôi lốc ra thằng Huy luôn này. Xong chưa? Lốc ra cả hai thằng thì đây là hoạt. Thằng Thành nặng 50 cân, thằng Huy nặng 20 cân. Xong chưa? Bây giờ Thành chấm ăn thì tự thằng Thành béo. Đây Thành chấm weight 51 cân. Huy chấm weight vẫn là 20 cân nhé, chẳng ảnh hưởng đến nhau cả. Bây giờ Huy chấm ăn, ăn xong rồi 21 cân, thằng Thành vẫn bằng đấy. Đúng chưa? Đấy là cái ý nghĩa của cái từ this này. Cái từ this này các bạn có thể truy cập đến các cái thuộc tính của cái đối tượng hoặc thực thi một cái hành động của cái đối tượng ở trong một cái hàm luôn. Được chưa? Đấy là về đối tượng. Dùng có thế thôi, hết rồi. Xong phim. Không còn gì nữa. Thử đi. Ngồi thử đi. Tôi sẽ đẩy cái code này lên. Và cái đối tượng này giúp chúng ta xây dựng ra cái thư viện.
Thử đi, dùng thử xem sao. Xong chưa? Có khó không? Xong chưa? Dễ đúng không? Đối tượng không có gì. Đấy là chúng ta để ý này, còn thêm một khái niệm nữa. Nãy giờ tôi giới thiệu các bạn về object. Được chưa? Object trong JavaScript nó không có thứ nhiều thứ để bọc, nhưng mà các bạn vẫn phải nhớ cái này để mấy nữa chúng ta lên PP chúng ta sẽ làm được rất nhiều với object. Bởi PP và các ngôn ngữ khác thì nó là ngôn ngữ hướng đối tượng. Cho nên sẽ phải làm việc với đối tượng cực kỳ nhiều. Được chưa? Tiếp theo nữa ở trong này chúng ta để ý này. Cho nhìn cái function này có gì lạ. Có thấy lạ không? Nó thiếu cái gì so với các hàm bình thường? Thiếu tên. Tham số thì vẫn nhận bình thường nhé. Vẫn nhận được tham số bình thường. Nhưng đây nó thiếu tên. Đúng không? Cái hàm này nó có cái khái niệm mà tôi gọi là anonymous function. Ám ảnh nhé. Anonymous là vô danh
hàm vô danh, những cái hàm không được đặt tên, thì nó là cái hàm thường thường sử dụng trong đối tượng hoặc là những cái hàm xử lý về côn bách. Những cái đấy chúng ta sẽ xử lý ở học sau, được chưa? Đơn giản vậy thôi. Xong về hàm chưa, hiểu chưa? Có nào thắc mắc gì không? Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng cái hàm này trong việc xây dựng cái thư viện. Xóa đi. Ở trong này tôi sẽ có var lib bằng một đối tượng, đúng không? Đúng chưa? Trong này, ở trong cái lib này đấy, tôi có cái hàm log name, đúng không? Tôi để là get name đi. Get name 2.function ở trong này. Lấy ra, ở đây tôi có một cái biến là biến name bằng string là t3hphp, ví dụ như vậy. Ở đây tôi sẽ get name thì tôi sẽ tiến hành là document.write cái this.name. Được chưa? Xong nhập. Rồi. Ở main này chúng ta làm tương tự. Main này chúng ta sẽ không có name này nữa. Chúng ta biến cái biến này tên là main. Main get name function bằng something. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ tôi dùng nhá. Đầu tiên là phải import cả hai file vào. Bây giờ tôi muốn dùng cái hàm nào? Tôi chỉ đơn giản là lib.getName và main.getName. Sau đó chúng ta ra ngoài, chúng ta chạy. T3HPP và something. Đúng chưa? Đơn giản vậy thôi. Nếu muốn chạy hai hàm khác nhau thì đưa nó về hai đối tượng. Mà hai cái hàm giống nhau, đưa về hai đối tượng. Muốn chạy thằng nào thì chạy.
Có chạy không? Có ai bị lỗi không? Cậu em là người nào? Mày bị ngáo và mày nhìn lại thôi mà. Hàm này viết như này. Dĩ nên mày viết ở đâu? Nhìn lại chưa? Đây mà. Đi chưa? Xong chưa? Đây là cách chúng ta làm và sử dụng thư viện. Tiếp theo. Xong đến đây chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta sẽ học dừng lại ở cái việc xây dựng thư viện như này, tí nữa chúng ta áp dụng nó sau. Bây giờ chúng ta sẽ sang một khái niệm mới đã. Sang khái niệm tiếp theo ở trong JavaScript. Đó là khái niệm tên là built-in function. Build là gì? Xây. In là gì? Trong. Hàm xây trong. Xây trong hàm. Built-in function ấy, nó là khái niệm là sử dụng những cái hàm có sẵn trong JavaScript hay trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng cung cấp cho chúng ta những cái hàm có sẵn để chúng ta chỉ cần sử dụng dùng thôi. Những cái hàm built-in này với trong JavaScript thì nó có những cái gì? Xử lý về chuỗi này, xử lý về số này, xử lý về toán học này, xử lý về mảng này. Đó, đây là những cái thứ mà nó xây dựng sẵn cho chúng ta. Bây chúng ta chỉ việc bê ra dùng mà thôi. Thì tôi sẽ dạy chúng ta trước về những cái hàm built-in function về chuỗi trước trong buổi hôm nay để chúng ta có cái thực hành. Thì sẽ như sau. Tạm thời tôi xóa bén cái file main này đi, bởi vì tôi chỉ cần một file thư viện thôi. Ở trong này tôi sẽ tiến hành xây dựng cái giao diện như sau. Đầu tiên là có một thẻ input type bằng text. Được chưa? Có ID là bằng IP input text, IP text. Ở dưới tôi để một cái button. Button này tôi sẽ có cái on click. On click nó bằng gọi hàm gì đấy. Đây tôi để chữ submit. Được chưa? Bài toán đặt ra đầu tiên của chúng ta nó sẽ là bài 1. Bài 1 là viết text vào tìm số lượng ký tự có trong thẻ input khi kích button. Đây là bài 1 của chúng ta. Chúng ta đã giải quyết nó.
Rồi. Bây giờ chúng ta coi này. Cái giao diện của chúng ta bây giờ sẽ trông như này đúng không? Bây giờ tôi viết linh tinh cái gì vào đây, để vào đây. Đúng không? Thì tôi yêu cầu là phải hiển thị ra cái số phần tử, số ký tự ở trong chuỗi này. Đúng không? Khi tôi bấm vào cái submit này. Giờ tôi làm nào. Thì để chúng ta biết được hết tất cả những cái hàm trong JavaScript tương tác được với chuỗi, chúng ta có thể lên Google search là JavaScript string function. JavaScript string function. Kích vào. Chúng ta sẽ vào cái JavaScript string method. Hay là cái này nhỉ? Đưa vào cả hai cái xem nào. Đây, JavaScript string method trước đã. Cái kia thì tính sau. Ở trong VK Bascool ấy, chúng ta đến với cái hàm ngay hàm đầu tiên là string length. Length là gì? Độ dài. Được chưa? Chúng ta sẽ có là tt.length để lấy ra được độ dài của chuỗi. Bây giờ chúng ta sẽ phải làm như nào? Chúng ta sẽ lấy để là lib.getlength. Lib.getlength đóng mở ngoặc vào. Lib.getlength. Được chưa? Rồi, bây giờ trong lib này chúng ta không va như này nữa mà chúng ta sử dụng windows.lib bằng một object. Và chúng ta sẽ sử dụng là hàm, tạo ra một cái hàm là hàm getLang bằng cái function. Bằng cái function. Được chưa? Ở trong này tôi sẽ có cái thẻ, cái ID bằng IP tag đúng không? Tôi tạo ra một cái thuộc tính của nó. Đây là txt bằng document.write. À quên nhầm. Document get element by ID là cái IP tag kia. Thì ở trong function ở dưới này tôi sẽ là cái this value và value bằng txt.value. Sau đó tôi tiến hành console log cái value kia ra. Xem có đúng là những cái gì chúng ta vừa viết không. Xong chưa? Test đi. Ra ngoài này reload trang này, cái đây text bất kỳ. Submit vào có txt. Cái gì mà value? txt.value. This. Rồi.
phải là this.txt, tôi quên mất. Để nó lấy cái giá, lấy cái này. Cái này, cái đoạn này thì biết rồi đúng không? Đoạn này đã biết, hiểu ý nghĩa không? Rồi, cái này là lấy ra phần tử, có ID là IPTex ở trên giao diện. Bây giờ gán nó bằng cái thuộc tính là txt này. Sau đó ở trong cái hàm getLang này, khi được thực thi chúng ta sẽ có là cái value bằng cái this.txt, tức là cái đoạn trên này. Chấm value, đây là của DOM, để lấy ra phần tử của nó đúng không? À, để lấy ra giá trị của nó và chúng ta hiển thị cái giá trị. Thì nó sẽ ra cái đoạn text như này. Chúng ta viết bất kỳ cái gì nó cũng ra. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái độ dài nữa. Chúng ta chỉ đơn giản là value.len. Đúng chưa nhỉ? Coi xem. Đây là T3H3 này. Đẹp trai. 12 này. Đến nó có đủ 12 ký tự không? Cái này tôi không phải đếm, bởi vì đây là máy nó đếm, tôi không phải đếm làm gì cả. Chắc chắn là được. Xong chưa? Đây là cái hàm để giúp chúng ta lấy ra giá, lấy ra độ dài của chuỗi. Tôi sẽ viết tử tế ra như sau. Độ dài của chuỗi bằng value.len như này. Ra chưa? Ra chưa? Có ai không, có ai bị lỗi không? Hay là chưa xong? Có chạy không? Mày lại lỗi lầm ở đâu rồi? Mày on click chưa? Anh chấm nhé.
Thế rồi. Lù lù đập ra đây này. Đầu tiếp. Đọc qua. Đó rồi bạn. À mới sai. Suýt này ở đây ấy. Hello nha. Không chạy được file, sửa file lắm. Đấy. Mày đang chạy cái file nào ấy? Không file mà. Thế nào đây nó vẫn bảo lỗi này. Em cũng không biết. À. Hay rồi. Chẳng biết ông xài đâu rồi. Tao ai rồi nhá. Đâu. Mày quan clip thì đâu mày chạy không bỏ. Không đâu mày không phải gọi cái hàng đấy. Không gọi hàng đấy thì chạy. Từ cái này. Mày gọi gì? Tên đối tượng, yeah. Khi một hành động của đối tượng thì phải là LV cho cái nghe này. Thế là chấm. Tên chuông có xong. Đóng một ngon. Đóng một ngon cho ăn nữa. Hàm đâu, hàm thế hàm như nào? Chào đợi ăn được bây giờ này. Trong khi hàm nó
Thế rồi. Đi nào lơ. Thế rồi. Rồi. Cannot be property by the owner. Chúng ta là cái cách nghèo của quả đi. À, đây là đâu là cái đi này. Copy từ bên kia vẫn xa. Ngồi ngó qua bên anh chị không? Thế rồi ông trả. Thấy chưa? Trước khi sang phần thứ hai, mấy thằng đến muộn xuống chống đẩy 20 cái, phải chưa? Ngay, tự giác. Dương đến đi. Bắt hết, chống đẩy hết. Lên bớt trên này, phải chưa? Cái tội đi muộn. Xuống này, chúng nó xuống hết rồi lên hết rồi mới đến cái tiếp theo. Ý tưởng này của ông Nam nhá. Anh ấy chống cái gì đấy? Đếm lại. Xong, nó đã chống đâu? Lại. Mười chín
hai ông ơi, sinh viên công nghiệp đi qua mà anh bảo phúc đây gương mặt đẹp trai nhất đây. Rồi, đấy là cái hàm đầu tiên của chúng ta là hàm val, hàm chấm len. Chấm len là thằng nào em? Nghĩa. Đứa nào? Nghĩa. Nghĩa. Nào. Nghĩa đúng không? 10 cái. Ông nào? Nhanh. Không. Không có lãi liếc gì cả. Nhanh lên. Nói leo. Ngay tự chống. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đến với cái hàm thứ hai. Dịch cho tôi cái đoạn này nghĩa là gì? Dương. Đó, tìm biến à đâu? Tìm biến ở trong đâu? Tìm chuỗi trong chuỗi. Chúng ta có hàm index of. Index of là thứ tự của một ký tự hoặc một chuỗi ở trong một chuỗi khác. Được chưa? Ví dụ ở đây nó là chúng ta xem cái ví dụ này. Là tìm cái từ locate nằm trong cái chuỗi str. Được chưa? Thì nó ở vị trí số mấy đây? Ra là số 7. Thì chúng ta đếm thử xem nhá. 0 này. Vị trí mà index là vị trí mà. Thì bắt đầu từ 0 này. 1, 2, 3, 4. Ở đâu? Không phải, nhầm. Phải đếm từ đây chứ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng chưa? Đấy là tìm vị trí của chuỗi trong một chuỗi khác. Thì chúng ta có str là chuỗi gốc, index of và giá trị ở trong index of là ký tự cần tìm. Được chưa? Thế nếu mà tôi thêm cái số 1 vào đây, nó cái từ này, cái từ locate 1 này có tồn tại trong chuỗi này không? Không. Không gì? Ra trừ 1. Được chưa? Không tồn tại thì ra trừ 1. Còn nếu tồn tại ra một cái số index nào đấy lớn hơn trừ 1. Có thể là bắt đầu từ số 0, bởi vì tôi có thể là please. Tìm cái từ please này. Bắt đầu từ số 0 luôn đúng không? Được chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 2. Tìm bài tập thứ 2. Tìm số ký tự. Tìm số ký tự. À nhầm. Tìm. Xin lỗi, bài đấy hơi khó. Kiểm tra xem có xuất hiện ký tự T3H trong chuỗi hay không. Tôi sẽ có cái hàm là hàm get. Đây kiểm tra xem. Rồi ok. Get check. Hàm check text. Ở trong cái hàm này tôi truyền tham số là T3H. Đây tham số nhá. Được chưa? Thì ở trong cái hàm check text này với xong nhá. Đến đây chưa? Rồi, ở trong cái clip này tôi sẽ có một cái hành động là check text 2.function. Đây là txt. À nhầm. Check. Tag text. Ở trong này tôi sẽ có cái value là giá trị của cái chuột của cái input rồi đúng không? Tôi có tag text, đó là cái giá trị truyền vào, nó chính là cái chữ T3H đấy. Chúng ta thử cái nhé. Đúng T3H không? Đúng chưa?
Tôi truyền cái gì vào thì nó là cái đấy. Giống như hàng bình thường mà. Xong chưa nhỉ? Rồi bây giờ tôi sẽ hiển thị ra cái giá trị của cái value này. Có đúng không? Lấy được hai chuỗi rồi. Bây giờ chúng ta tự code cái phần kiểm tra xem cái target text có tồn tại trong cái value hay không. Kiểm tra không? Và có thì tồn tại ở vị trí bao nhiêu? Đây chưa? Đó.
chưa xong hả? Không nhờ. Như nào? Sao? If value chấm index of gì đó? Ta ghi tag khác trừ 1. Tôi thích con số đó. Có tồn tại. Sao nữa? Cái gì? Eo gì đó? Xong. Không tồn tại đúng không? Có tồn tại. Này có tồn tại? Có tồn tại. Này có tồn tại? Có tồn tại. Xong chưa? Đấy là về cái kiểm tra một ký tự có trong ký tự khác ở trong chuỗi có kiểm tra chuỗi có trong chuỗi khác hay không. Tiếp theo bài nữa, và đây sẽ là bài về nhà chúng ta. Đây là bài 2 này. Nó sang bài 3. Kiểm tra xem có bao nhiêu ký tự trong chuỗi là chữ là ký tự nguyên âm. Nguyên âm. Tìm nguyên âm ở trong chuỗi. Bài này là bài về nhà nhé, làm luôn đi. Về nhà đỡ khổ.
vào trong phần gì ạ? À quên, cái này là check Google. Google là nguyên âm. Gợi ý. Đấy, đây là số lượng nguyên âm. Bây giờ tôi đẩy cô lên nhá. Bài này sẽ cần phải chữa.